Bộ Công an giao Cục Cảnh sát Giao thông sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc từ ngày 15 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 5. Cụ thể, trên đường bộ sẽ triệt để áp dụng công nghệ thông tin trong công tác tuần tra kiểm soát giao thông để phát hiện xử lý vi phạm như vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, quá khổ, chạy quá tốc độ, xử lý các đối tượng lạng lách đánh võng gây mất trật tự công cộng, đua xe trái phép. Trên đường sắt, xử lý nghiêm tình trạng các phương tiện giao thông đường bộ vượt đèn đỏ, chắn tàu khi đã đóng tại các đường ngang, xây dựng các công trình lấn chiếm vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Trên đường thủy nội địa, phối hợp với các lực lượng có liên quan, tổ chức tuần tra kiểm soát các hoạt động vận tải hành khách ngang sông, dọc sông, các cảng bến, các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa.